Nhắc đến chửi, chắc hẳn ai cũng cho rằng đó là một hành động vô văn hóa, tục tiểu mà phàm là người có học thức cũng đều nên tránh. Nhưng có thật như vậy không? Nhân dịp tình cờ đọc được một bài viết bàn về sự chửi của người Việt Nam trong cuốn sách nọ, tôi bỗng thấy hứng thú muốn tìm hiểu sâu thêm về một trong những nét văn hóa rất đặc trưng của dân tộc này. Và bài viết này ra đời với các phần sau. Đây là một bài viết vô cùng sáng tạo và hấp dẫn đến từ bạn Ngân, một viên ngọc sáng chói của Sparum. Một lưu ý nhỏ nhỏ trước khi chúng ta bắt đầu đó là để tránh bị YouTube hạn chế đối tượng khán giả thì Sparum sẽ lược bỏ những trích dẫn không hợp thuần phong mỹ tục. Tuy nhiên, bản full HD không che các bạn có thể đọc trên website như bình thường nha. Không để mất nhiều thời gian nữa, cùng chúng mình tìm hiểu về chửi thôi. Chửi là gì? Theo từ điển tiếng Việt do giáo sư Hoàng Phê làm chủ biên thì chửi là hành động thốt ra những lời xúc phạm cay độc để làm nhục cho hả giận. Chửi khác với cãi nhau. Khi cãi nhau, chúng ta cố gắng dùng lý lẽ của mình để thắng đối phương. Chúng ta phải giỏng tai nghe kỹ từng lời của họ, cố tìm ra chỗ hở để dùng cái lý của mình bẻ gãy cái lý của đối phương. Nếu đối phương đuối lý, chúng ta thắng. Còn chửi thì khác, chúng ta không cần phải nghe nhau. Cứ việc dùng tất cả vốn liếng ngôn từ trong phần đời của mình để tung đòn hạ nhục đối phương, đồng thời đáp trả lại sự công kích tương tự. Kẻ thua cuộc là người vì quá mệt, đuối sức hoặc kho đạn ngôn từ quá ít ỏi nên đành ngậm ngùi im lặng lãnh đạn. Tiếp theo sẽ xảy ra hai trường hợp. Trường hợp một là người thua cuộc tụng trong lòng hàng nghìn chữ nhẫn, bật chế độ phớt lờ, xem như không nghe thấy tiếng chửi của đối phương. Trường hợp hai xảy ra khi chữ nhẫn trở nên bất lực, người bị chửi cảm thấy bản thân bị xúc phạm nặng nề, không thể chịu đựng được nữa thì tiến đến giai đoạn thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Hai bên xô xát nhau, đàn ông thì dùng sức mạnh cơ bắp để đánh cho máu chảy đầu rơi, đàn bà thì túm tóc, lột quần, xé áo, cho đến khi có người can ngăn hoặc xảy ra thương vong nặng nề mới ngừng hẳn. Như vậy, theo tác giả Trạng Thiên trong tùy bút Quê hương tôi thì chửi là hình thức xung đột mạnh nhất bằng lời nói. Đặc điểm trong lời chửi của người Việt. Theo những gì đã tìm hiểu thì cách chửi của người Việt từ xưa đến nay có những đặc điểm chính như sau. Lấy các từ chỉ cơ quan sinh dục, hoạt động bài tiết, hoạt động tình dục hoặc sản phẩm, kết quả của những hoạt động trên để chửi. Lấy cha mẹ, ông bà, tổ tiên của đối phương để chửi. Dùng những con vật bị khinh rẻ, xem là thấp kém để so sánh đối phương. Đánh vào những điểm yếu, khiếm khuyết của đối phương để chửi. Nguyền rủa, mong những điều xui xẻo, cái chết sẽ đến với đối phương. Bốn đặc điểm kể trên chắc không cần lấy ví dụ thì các bạn cũng có thể hình dung ra được đúng không? Còn để lấy dẫn chứng cho đặc điểm cuối cùng thì mình sẽ trích một câu văn trong tác phẩm Bước đường cùng của tác giả Nguyễn Công Hoan. Các bạn có thể dừng video lại để đọc nhé. Xét về mặt hình thức thì chửi được chia làm hai loại là chửi trực tiếp và chửi gián tiếp. Trong lối chửi trực tiếp, người chửi tự cho mình ở vị trí cao hơn và hạ thấp người bị chửi xuống hàng thấp kém nhất, ngang bằng con vật. Ngược lại, lối chửi gián tiếp thì tôn người bị chửi lên trên và xem khinh chính mình nhằm mục đích chửi mình để chửi người. Thế nên, thay vì chửi thẳng mặt người kia, thì người đi chửi sẽ tự nhận mình là đồ ngu, đồng thời kể lể những chuyện, những việc đã xảy ra như thể là của mình, nhưng thực chất là chuyện của người bị chửi. Ví dụ, cái hoa nhà em thì cũng không giỏi gì cho cam, nhưng được cái không bao giờ lêu lỏng ngoài đường gần 9-10 giờ đêm mới về, cũng không đòi hỏi món này thứ kia. Lối nói gián tiếp này còn được gọi là nói mát, nói cạnh khóe. Người bị chửi đương nhiên hiểu những lời trên là ám chỉ mình, tức lắm, ức lắm, nhưng cũng không làm gì được vì rõ ràng người kia đang nói về con họ chứ có phải nói mình đâu. Nên lối chửi trực tiếp thì điếng tai, còn chửi gián tiếp thì điếng lòng. Xét về mặt đối tượng thì chửi cũng được chia làm hai loại là chửi đổng và chửi nhau. Chửi đổng là chửi không nhắm vào một đối tượng cụ thể nào, là loại chửi độc thoại, có thể làm thành một bài tế hoành tráng, kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Sau đây là một ví dụ rất thú vị về chửi đổng, chẳng hạn. Chuyện kể rằng ở một làng quê nọ, có một chị đi hái rau muống về để nấu bữa cơm trưa. Ra đến ruộng thì phát hiện cả một ruộng rau muống tươi ngon mơn mởn, nay chỉ còn là cái gốc. Ực qua chị mới cất cao cái giọng ngọt lịm của mình để mà chửi. Cha tiên sư bố đứa nào ăn cắp rau muống nhà tao? Mày rửa nước rau, mày xào nước giếng, mày ăn không ngon, mày cho thêm một tí bột nêm vào. Tôi đã bật cười khi đọc câu chửi này.
Trời hỡi, có ai đời câu đầu chữ thằng trộm mà câu cuối lại chỉ cho cách xào rau muống ngon không? Dân ta ngày xưa thật thà chất phác dễ thương làm sao? Còn chửi nhau là hai người mặt đối mặt, miệng đối miệng mà tru lên để chửi. Và thường đàn bà chửi nhiều hơn đàn ông. Khi có mâu thuẫn, đàn ông hay văng tục vài câu màu đầu, xong sáng tay áo lên rồi lao vào nhau quật như hai con bò điên. Đàn bà thì khác, chỉ là phái yếu, có đánh nhau thì cũng như mèo cào, nên chỉ còn cách cong môi lên mà chửi. Nguyên nhân hình thành cái sự chửi. Chửi xuất hiện từ bao giờ và tại sao người Việt lại chửi nhiều như vậy? Cho đến giờ chưa có tài liệu nào đưa ra chính xác thời điểm tiếng chửi xuất hiện đầu tiên trong xã hội loài người. Nhưng theo nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hùng Vĩ thì tiếng chửi xuất hiện rất sớm, manh mún từ thời nguyên thủy. Con người khi ấy hướng đến tự nhiên với hai thái độ, một là khi thời tiết thuận lợi, hai là khi thời tiết có hại. Trí tuệ con người khi ấy chưa đủ phát triển để lý giải các hiện tượng trên nên họ thần thánh hóa những hiện tượng tự nhiên và cố nghĩ cách để khắc chế loại thời tiết có hại. Họ cho rằng cái gì nói ra bằng tất cả tấm lòng chân thành thì sẽ thành hiện thực. Vì thế mới xuất hiện cầu khấn, chửi rủa nhằm xua đuổi các hiện tượng thời tiết xấu. Rồi dần dần, khi con người hình thành các nhóm cộng đồng, xung đột cũng từ đó xuất hiện. Và con người bắt đầu dùng tiếng chửi để giải tỏa ấm ức trong lòng. Lại nói về vấn đề tại sao người Việt lại chửi nhiều. Trước khi qua vấn đề này thì tôi muốn làm rõ mục đích chửi của người Việt. Có phải chửi chỉ đơn thuần là những lời nói nhảm nhí, vô nghĩa, phát ra từ những con người vô văn hóa, thiếu giáo dục không? Theo Nguyễn Văn Trung viết trong cuốn Ngôn ngữ và thần xác thì dân ta sử dụng tiếng chửi làm phương tiện để đạt được mục đích của mình. Mục đích đầu tiên và cũng là mục đích được sử dụng nhiều nhất chính là làm nhục người bị chửi cho thỏa cơn tức giận. Mục đích thứ hai là thông qua lời chửi để buộc người bị chửi làm điều người chửi mong muốn. Lấy ví dụ về tiếng chửi của vợ Trương Thi vì mất gà trong tác phẩm Bước đường cùng của Nguyễn Công Hoan. Thím chửi cha, gọi mẹ thằng trộm gà, thím đào thằng tam đại tứ đại nhà mày lên, khai quật sang bằng ngũ đại lục đại nhà mày lên. Không chỉ để trút bỏ cơn tức, mà cái chính là muốn cho kẻ trộm chịu không thấu những lời sỉ nhục nặng nề ấy nữa mà đem trả gà lại. Mục đích này cũng được sử dụng trong chiến đấu dưới cái tên kích tướng kế. Trong cuốn 36 kế và 36 đối kế, phần kích tướng kế, tác giả Hầu Gia đã kể lại một câu chuyện như sau. Khổng Minh đem quân ra Kỳ Sơn để đánh Ngụy. Bên Ngụy có Tào Chân làm đại đô đốc, Vương Lãng đã 76 tuổi làm quân sư. Quân hai bên giản trận, Vương Lãng muốn Khổng Minh đầu hàng bèn nói khích. Khổng Minh nghe xong, cười âm lên mà rằng: "Ta tưởng ngươi là một vị lão thần nhà Hán, có cao luận gì chăng? Ai ngờ ăn nói ngu dốt đến vậy. Ta biết ngươi vốn đỗ hiếu liêm, đáng lẽ phò vua giúp yên nhà Hán, không ngờ ngươi lại giúp giặc, đồng mưu cướp ngôi. Tội nhiều, ác nặng, trời đất không tha. Trong thiên hạ, ai cũng muốn xé xác ngươi. Ngươi là đứa xiểm định thì nên co đầu rụt cổ, cầu lấy cơm áo là đủ. Sao dám ra đây nói năng càn rỡ, đổ tại số trời. Tên thất phu đầu bạc, thằng lão tặc dầu trắng kia, nay mai ngươi chết còn mặt mũi nào trông thấy 24 vua nhà Hán nữa." Vương Lãng nghe xong, tức giận khí uất để ruột, rú lên một tiếng, ngã lăn xuống đất, chết ngay. Qua đó, ta có thể thấy, chửi, nếu biết cách sử dụng sẽ trở thành thứ vũ khí hữu hiệu mà ít gây thương vong. Tôi đồ rằng liệu đây có phải là lý do giải thích cho việc người Việt hay chửi không? Trong cuộc sống không thể tránh những xung đột, mâu thuẫn, và để giải quyết thì thường sẽ có hai hướng. Một là nhịn nhục cho qua, hai là sắn áo lên và choảng. Những quy định, luật lệ xã hội không cho phép con người sử dụng vũ lực nên đa số chọn cách nhịn nhục. Nhưng liệu rằng chỉ việc đè nén cơn giận dữ, niềm uất hận trong lòng là sẽ giải quyết mọi chuyện? Nhưng xả bằng cách nào? Choảng nhau với đứa là mình điên máu ư? Không không, công dân bổ mực chả ai làm thế. Thôi thì đi đập tạm chén, bát, ly cốc ở nhà. Không không, rồi lại phải tốn tiền mua cái mới, xót lắm. Phải cần một hành động thật mạnh, có tác dụng giải tỏa hiệu quả mà không gây ra thương vong hay tốn kém. Và chửi chính là biện pháp như thế. Bằng tiếng chửi, ta có thể thoải mái đào mã tổ tiên kẻ thù, dí bộ phận sinh dục của mình vào mặt kẻ thù, nguyên rủa họ xuống 19 tầng địa ngục nhưng lại không gây sức mẻ gì đến đối phương. Bằng tiếng chửi, ta có thể xả hết cơn ấm ức, tức tối trong lòng mà chẳng ảnh hưởng xấu đến ai. Tác giả Tràng Thiên cho rằng, có lẽ nhờ hay chửi mà người bình dân Việt Nam bị thiệt thòi áp bức, lại không mang nhiều uẩn ức trong tâm hồn, có thể lập được quân bình tinh thần, bớt cay đắng. Tôi đã được học rằng, người dân ta thời xưa, dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn lạc quan yêu đời, tràn đầy niềm tin vào cuộc sống.
Điều đó cũng thể hiện trong tiếng cười của các tác phẩm văn học dân gian như truyện Tiếu Lâm, Trào Phúng, ca dao hài hước, Châm Biếm. Nhưng làm sao có thể luôn lạc quan nếu phải sống trong cảnh bị áp bức, bóc lột thời thực dân phong kiến? Bởi vậy, ngoài tiếng cười thì cần phải chửi, chửi để xả hết cơn bất bình trong lòng, chửi để kiên cường sống tiếp cho ngày mai. Có lẽ vì vậy mà tiếng chửi đã ăn sâu vào máu của người Việt đến tận bây giờ. Dù hiện nay có rất nhiều cách để ta trút cơn giận dữ một cách văn hóa, sang hơn chửi, nhưng văn một câu chửi thề có hiệu quả giảm stress hơn rất nhiều, phải không? Có phải cứ chửi là tục? Nhắc đến từ chửi, người ta hay đính kèm với từ tục. Nói thế thì oan cho ẻm quá, vì người Việt không chỉ hay chửi, chửi tục mà còn chửi hay nữa. Hay về mặt nghệ thuật và ý nghĩa, cùng xem một đoạn chửi trích trong truyện Khao của Đồ Phồn. Bạn thấy đấy, đoạn trên không có lấy một từ tục tiểu nào mà vẫn nhận ra đó là lời chửi. Người chửi đã hạ nhục đối phương bằng cách tô mình lên đứng ngang hàng với dòng họ, tổ tiên nhà đối phương. Hơn nữa, trật tự liên kết giữa các vế câu cũng rất chặt chẽ và logic. Từ họ nội ngoại đến họ gần xa, từ năm đời đến ba đời, từ tam đại tứ đại đến ngũ đại, từ mẹ đến con. Có ai nghe mà chịu được kiểu làm nhục này không? Vâng, người Việt có thể làm một bài ca chửi dài dằng dặc mà lại không hề nhàm chán. Mỗi câu sử dụng nghệ thuật đối và lập, lại có vần điệu, tiết tấu nhịp nhàng. Bởi người ta hay nói, chửi như hát là vậy. Đất nước nào cũng có chửi nhau, nhưng mấy ai được như người Việt ta có thể kéo dài cuộc chiến đấu võ mồm từ ngày này sang ngày khác bằng vốn từ vựng cực kỳ phong phú của mình. Đó là về mặt nghệ thuật. Còn ý nghĩa, tác giả Tràng Thiên có nhận định như thế này. Thiết tưởng, chửi có thể coi như hình thức xung đột khôn ngoan của một dân tộc khôn ngoan. Như tôi đã nói ở phần trên, chửi là một biện pháp hữu hiệu giúp làm nguội lửa giận trong lòng mà ít gây thương vong. Nếu chửi được sử dụng một cách đúng đắn, nghĩa là cả hai bên chỉ dừng ở mức độ xung đột bằng lời nói, sử dụng lời lẽ cay nghiệt nhất để thỏa cái bản năng hung bạo trong người, thì sẽ tránh được một cuộc đổ máu không cần thiết. Đó là cái hay, là mặt tốt của chửi. Và người Việt ta hay chửi, có lẽ là một phần vì muốn tránh động thủ chăng? Như vậy cũng có thể nói, người Việt là một dân tộc khôn ngoan. Tóm lại, chửi không chỉ tục mà còn rất hay nếu với cách sử dụng và dùng đúng lúc, đúng chỗ. Đó được gọi là chửi có văn hóa. Thực trạng chửi của người Việt ngày nay. Để chửi cho hay, cho thấm, có vần có điệu, thì người chửi phải cực kỳ thông minh và sở hữu kho tàng ngôn từ phong phú. Nhưng thực tế hiện nay, nhiều người, đặc biệt là giới trẻ đang càng ngày càng lạm dụng chửi. Chửi mọi lúc mọi nơi. Chửi chỉ để thể hiện ta đây là cool, là ngầu lòi, chửi cho sướng miệng, mặc dù người kia không làm gì mình. Điều này vô tình làm cho cái chất hay, chất văn hóa trong chửi bị mai một đi. Nguyên nhân một phần là do thời đại đã thay đổi. Lối sống nhanh, sống gấp theo kiểu mì ăn liền cũng khiến cho tiếng chửi cũng mì ăn liền hóa. Nhưng ở đâu đó cũng xuất hiện những câu chửi rất bài bản. Dù không bằng người xưa, nhưng ít ra chửi có đầu có đuôi, có nguyên cớ rõ ràng. Một vài câu chửi không dùng đến một từ tục nào mà vẫn thấu tận tâm can người bị chửi. Vậy, làm thế nào để chửi có văn hóa? Thực chất ranh giới giữa vô văn hóa và có văn hóa nó là một hằng số, thay đổi theo cách nhìn, quan điểm của mỗi người. Riêng tôi thì, nếu có con, tôi sẽ không cấm con chửi, không dập tắt một tộc tính của người Việt Nam, mà sẽ dạy cho con hiểu đúng bản chất của chửi và một số cách để chửi có văn hóa như sau. Chửi đúng địa điểm, đúng thời điểm và đúng đối tượng. Không hoặc ít dùng những từ tục trong câu chửi. Đỉnh cao của chửi là không dùng từ tục mà vẫn tục, vậy nên phải học tiếng Việt thật nghiêm chỉnh. Không chửi bừa, không chửi cho sướng miệng, là người có học thì chửi cũng phải có bài bản. Tôi xin mượn một câu ca dao chửi để kết thúc bài viết này. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà chửi cho chừa mặt nhau. Đã chửi phải chửi thật đau, chửi mà hiền quá thì còn lâu nó mới chừa. Chửi đúng, không được chửi bừa, chửi cả nhà nó, không thừa một ai. Khi chửi, chửi lớn mới oai, chửi hay là phải, chửi dài chửi lâu, chửi đi chửi lại mới ngầu, chửi nhiều cho nó nhức đầu đầu tai. Chửi xong nhớ nói bye bye, phóng nhanh kẻo bị ăn chai vào mồm. Bài viết này đã nhận được hàng trăm lượt upvote lẫn bình luận cảm thán, ủng hộ từ nhà nhện. Liệu nó có đủ sức làm vậy với bạn, những khán giả YouTube của Spyroom? Hãy chia sẻ cho chúng mình biết trong phần bình luận ở phía bên dưới nha. Còn bây giờ thì cảm ơn vì đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại.